Hello mọi người, xin chào mọi người đến với kênh của Nga nha. Hôm nay Nga sẽ giới thiệu với mọi người món thịt kho trứng và cách làm dưa giá cắp tóc nha. Trước hết thì mọi người chọn thịt để kho ha. Nga thì nhà Nga thì thích ăn cái thịt nạc vai này nè mọi người, chứ Nga không có sử dụng thịt ba rọi ha. Thịt ba rọi kho lên thì rất là đẹp, nhưng mà thường mỡ nhiều quá ăn không nổi mọi người ơi, cho nên là nhà Nga chỉ kho với thịt nạc vai thôi, không có kho với thịt ba rọi. Thì trước tiên á, mình sẽ cắt thành từng cái miếng nhỏ vừa ăn ha. Rồi mình sẽ ngâm với nước muối và chút xíu giấm nha. Rồi mình sẽ bắt một nồi nước sôi. Mình trong đó mình bỏ những cái như là gừng hay là củ hành cho nó thơm ha. Rồi cho vào đây chút xíu muối, chút xíu rượu nếu thích nữa. Và mình nấu hơi sôi xâm tim là mình bỏ thịt vô được rồi ha. Rồi mình nấu cho nó ra hết tất cả những cái bọt dơ đó. Rồi mình đổ ra rổ, mình sẽ ngâm lại với nước lạnh và mình rửa lại cho thật sạch tất cả những cái máu dơ hay có những cái gân á, gân máu nó còn đó thì mình cắt mình bỏ hết. Mình clean sạch hết thịt nha. Rồi mình để vô rổ cho nó thật là ráo nha mọi người. Mọi người thấy á, cái thịt này á, tuy là nó có rất nhiều thịt nhưng mà nó ăn nó không có bở như là thịt đùi. Bởi vì á, trong từng cái thớ thịt á, nó có những cái gân mỡ trong đó mọi người, cho nên là thịt ăn rất là mềm và ngon nha. Mình bắt đầu đi khử hành, tỏi với dầu ăn cho thật là thơm lên nha. Rồi mình cho vào đây cái lượng nước mà mình muốn kho thịt ha. Mình sẽ nấu sôi lên, rồi mình mới cho cái thịt mà mình rửa, mình trụm rồi hồi nãy á, mình cho vào. Thì mình nêm vào đó những gì có thể là mình cho nước thường cũng được, hoặc là mình có nước dừa thì mình nấu nước dừa, có cái nước coconut soda thì mình nấu. Mình cho vào đường vàng, đường tán vàng hay là đường phèn cũng được mọi người. Và cho vào đó nước mắm. Nước mắm nó sẽ kết hợp với lại cái nước dừa đó. Khi mà mọi người nấu sắc xuống thì tự động cái màu nó sẽ chuyển thành màu caramel này. Mình không cần thêm màu gì hết đó mọi người. Tự động nó chuyển ra cái màu cánh gián này nha. Lúc đầu á, thì mọi người mở lửa to để cho có thể nó còn những cái bọt á, nó ra hết thì mình vớt bọt xong rồi mình hạ lửa cho nó là trung bình để mình nấu. Khi mà nó sắc xuống từ từ thì mình sẽ giảm lửa từ từ nữa ha mọi người. Mà nhớ cho vào đó những cái trái ớt nguyên vậy đó, mình đừng có băm. Tại vì là mình có con nít nhỏ đó, cho nên mình không muốn nó cay. Cho nên là mọi người bỏ nguyên trái ớt vô nấu gì đó, nó sẽ không có làm cay cái thịt kho này, nhưng mà cái vị nó rất là thơm nha. Thịt kho đã chín rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi làm dưa giá nha mọi người. Thì ở đây mình có nè, giá nè, một bó hẹ nè, và một củ cà rốt. Ở đây mình có giấm, muối với lại đường cát ha. Ở đây là nước lọc, nước lọc dùng để mình ngâm giá đó, mình không xài nước nấu nha. Rồi trước hết thì mình đi cắt cái hành tím này ra mỏng mỏng như vậy đó mọi người. Mọi người có tỏi mọi người có thể cũng cắt mỏng mỏng vậy luôn. Hôm nay nhà mình hết tỏi rồi, mình chỉ cắt cái hành tím thôi nha.
Tiếp đến thì mình cắt hẹ thành những cái khúc vừa ăn như vậy. Mọi người canh ha, tùy ý, dài ngắn tùy mọi người cắt nha. Rồi bây giờ mình đi bào cái củ cà rốt này. Mình dùng cái đồ bào này đó rất là tiện mọi người, bào cũng nhanh lắm mà nó cũng không có bị trúng vô cái tay mình ha. Cái đồ bào này nghe rất là thích luôn á. Sau khi mọi thứ mình đã cắt xong rồi thì bây giờ mình đem đi trộn nó lại với nhau cho nó thơm ha mọi người. Đó, mình mix nó lại với nhau, tất cả các cái rau hẹ với là giá nè, với ớt nè, rồi hành tím, tỏi gì đó, mình mix lại với nhau, mình trộn đều nó với nhau cho nó thơm ha, nó dậy mùi thơm đó. Rất là thơm luôn đó mọi người. Cái tỷ lệ mà giấm với đường á, với lại nước mình dùng á, mọi người có thể tùy chọn ha. Mọi người nếu muốn ăn liền ngay tức khắc thì mọi người điều chỉnh cái tỷ lệ này, giấm đường với lại nước đậm đặc hơn một chút thì mọi người có thể ăn liền ngay luôn. Đó là tỷ lệ 1:1:1, tất nhiên là một nước, một giấm, một đường. Nga sử dụng nước lọc để làm đó mọi người, để ngâm giá, cho nên mình không có cần nấu nước nữa ha mọi người. Nước cái này là nước rất là sạch rồi, nên là nước uống của mình, cho nên là mình không cần nấu nữa. Mình chỉ cần cho giấm, đường vào và muối vào, mình trộn cho nó tan, mình quậy cho nó tan đều hết là được. Là mình đổ vô cái giá của mình ha. Ngâm rất cấp tốc luôn, không cần nấu nước nha mọi người. Ở đây Nga xài 2 lít nước thì mình cứ nhân cái tỷ lệ lên ha mọi người. 1 lít nước á, thì là 1 muỗng canh muối, 200 đến 250 gram giấm và 200 đến 250 gram đường cát. Đó, mọi người canh cái tỷ lệ này. Và cứ nếu mà 2 lít nước thì mọi người cứ nhân lên ha. Nếu mà người nào không có thích ăn chua quá thì có thể giảm đi một chút xíu giấm nha mọi người. Mình chuẩn bị một cái hũ, một cái keo thật là sạch, rồi mình cho giá vào và mình ém cho nó chặt chặt xuống, tại giá nó phồng phèo lên trên lắm, mà khi mình cho vào mình nhớ ém cho nó chặt chặt xuống một chút nha mọi người.
May quá mình tìm được một cái hũ vừa đủ luôn mọi người. Và bây giờ mình chế cái nước giấm đường này vô ha. Với tỷ lệ công thức nghe ghi ở trên video này á, thì mọi người vài giờ sau thì có thể là sử dụng dưa giá này được rồi ha. Nếu mà mọi người muốn ăn liền ngay tức thì đó, thì mọi người đổi cái tỷ lệ đậm đặc hơn cho Nga, đó là tỷ lệ 111 nha. Nga đã nói ở khúc đầu rồi đó. Mình vừa cái chan cái nước này vào là mình nghe cái mùi dưa giá rất là thơm luôn đó mọi người ơi, muốn ăn liền ngay tức khắc luôn đó, rất là thơm luôn. Nghe dằn cái chén cho giá nó không có nổi lên đó mọi người. Rồi xong xuôi rồi đó, cover lại cho nó kín ha. Để đây thì mình kho thịt rồi thì mình múc ra mình ăn thôi. Giá nó rất là mau thấm mọi người ơi, ngâm một vài tiếng sau là mọi người ăn được rồi. Đây nó múc ra để ăn thử với lại thịt kho đây. Sẵn tiện khoe với mọi người dưa cải Nga làm cấp tốc đây, nó lên màu vàng rất là đẹp luôn, ăn rất là ngon luôn nha mọi người. Đến đây thì Nga đã vừa chia sẻ xong với mọi người hai món, đó là thịt kho trứng và cách làm dưa giá cấp tốc ha. Nga chúc mọi người làm thành công và sẽ có thêm nhiều món ngon nữa cho gia đình của mình trong những ngày Tết này nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video kế tiếp nha. Bye bye.